của anh là Nguyễn Thanh Nhật Trường. Thấy tên cũng dài mà ý nghĩa tên cũng dài nữa. Anh này cũng mới vô trường chắc cũng đẹp trai, rồi cũng chắc dài cũng giống cái tên vậy đó. Thì lúc gặp thì hoàn toàn sụp đổ luôn. Tên thì dài mà người thì ngắn ngủn nè. Dạ mưa dầm là lên phòng của vợ luôn. Trời ơi, ngồi đó ngồi một cục luôn. Giờ em có ở trường là giống như em cũng là trai mặt vậy. À bạn em đi chơi với người yêu rồi. Tại vì có mình em hả? Không, khoảng 2-3 phút sau à, nghe tiếng gõ cửa. Cái là đầu anh á lò vô, nó chạy thẳng vào phòng em luôn. Chạy vô, chạy vô phòng. Dạ, lúc đó em mới lên em kêu á, ủa anh vô đây làm gì vậy? Nói anh vô đây anh coi TV. Em gửi tụi em gì? Dạ, đêm tân hôn vợ mộng mình rồi. Vợ mộng, vợ mộng. Tại vì ban ngày á là đám cưới của em là đãi buổi trưa, em muốn xịn quá. Tới đêm đó thì em có đòi mà không biết do đâu mà là xỉn quá rồi, là không có điều khiển được đúng không? Dạ. Với một lần là cũng do tâm lý nó hồi hộp quá. Em tên là Nguyễn Thanh Nhật Trường, năm nay em 31 tuổi, nghề nghiệp của em là giảng viên, đang công tác tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn cô? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thúy, nay em 28 tuổi, em cũng là giảng viên cùng công tác chung với trường. Mối tình cũng là bắt đầu từ cái trường mà các bạn đang làm việc. Dạ đúng rồi anh, trong một lần coi thi với anh, lần đầu tiên á không biết hiểu sao mà cô ấy cứ nhìn em cứ chằm mà không biết là em là có giống như là có vi phạm gì không, em cũng thắc mắc. Ủa tại sao em lại nhìn ảnh chằm vậy, đẹp dạ. Trai hả? À, tại lúc xếp lịch thi á anh, thì em thấy là tên của anh là Nguyễn Thanh Nhật Trường, thấy tên cũng dài mà ý nghĩa tên cũng dài nữa. Anh này cũng mới vô trường chắc cũng đẹp trai, rồi cũng chắc dài cũng giống cái tên vậy đó. Thì lúc gặp thì hoàn toàn sụp đổ luôn. Tên thì dài mà người thì ngắn ngủn nè. Khi mà em nhìn cô gái này thì em có ấn tượng gì về cô? Vợ em lúc đó thì thấy cũng nhỏ nhắn, cũng dễ thương. Đặc biệt là cô đó có mái tóc vàng mà uốn cong. Dạ. Thường hay mặc váy lắm. Dạ. Vậy là lúc em nhìn vợ em là những lúc vợ em dạ. Hay mặc váy. Dạ. Vậy thì em theo đuổi cô ấy bằng cách nào? Ban đầu thì nhắn tin, rủ đi ăn sáng. Ban đầu thì cô ấy cũng không có thèm trả lời. À, mưa dầm thấm đất hả? Dạ, mưa dầm là lên phòng của vợ luôn. Trời ơi! Ngồi đó, ngồi một cục luôn. Giờ em có ở trường là giống như là em cũng là trai mặt vậy ạ. À. Lên phòng làm việc của vợ hả? Dạ. Không có nói chuyện với ai hết á. Cũng ngồi đợi em vậy đó, nhìn chăm rồi em cũng ngại với mọi người lắm. Cơ duyên nào mà để tụi em yêu nhau vậy? Không đó, không biết thì sao à. Anh rủ em đi ăn sáng mà em không đi, xong rồi đến hôm sau thì anh đi thì thấy cái chân anh tới phòng em cà nhắc vậy đó, mà tới rồi mặt buồn hiu à, hỏi em đi ăn sáng với anh đi, anh năn nỉ em á. À, lúc đó em cũng không chịu đi luôn, nhưng mà lúc gì á thì thấy anh cà nhắc từ cầu thang xuống thì lúc đó em thấy thương, bắt đầu cảm động, nói sao anh này chân thành với mình quá. Nhưng mà chị hỏi nè, trong thời gian mà em cứ lì lợm như vậy đó, rồi em chai mặt vậy rồi, có bị nhiều người nói ra nói vô không? Nói cứ sao mà cứ lên đây đánh dấu lãnh thổ hoài. Thôi nghe nè, có khi nào mà đi chơi chung với nhau không? Lúc đó thì trường có tổ chức đi tham quan á, nghỉ dưỡng hàng năm thôi. Đi bình thường thì không sao, đến lúc á tối anh gọi điện hỏi em có ở phòng không, bạn của ở cùng phòng của em đâu rồi, bạn em đi chơi với người yêu rồi, hãy về có mình em hả? Không, khoảng 2-3 phút sau nghe tiếng gõ cửa, cái là đầu anh á lò vô, nó chạy thẳng vào phòng em luôn. Thầy vô phòng. Dạ, thì lúc đó em mới lên em kêu á, ủa anh vô đây làm gì vậy? Nói anh vô đây anh coi TV. Em gửi anh về và suốt chặng đường từ đó cho tới đi về nhà luôn là không có thèm nhắn tin gọi điện hay là không thèm nói chuyện gì em vậy đó. Tại vì thầy dẫn hơn. Thầy dẫn không dạ. Cho thầy coi TV đúng không? Để cái hôm đó em phóng lên phòng mà em nhoay vô trong phòng vậy là cái mục đích của em muốn cái gì vậy? Có tâm sự đúng không? Tâm sự đêm khuya rồi chị ơi. Ừ. Dạ nói chung cũng có ý đồ xấu chị ơi. Ủa mà lúc đó là ý đồ xấu nó cỡ nào nè? Ý đồ nó chắc cỡ là làm nhiều ăn nhiều quá chị. Làm nhiều. Làm liều ăn nhiều quá. Làm liều ăn nhiều. Liều đúng không? À. Liều luôn. Dạ. Chứ ở đâu ra mà coi tivi? Ở đâu ra? Mà em có linh cảm là anh sẽ làm cái gì xấu không? Dạ có. Thì em la lên thì anh nói là không sao đâu em. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Trời ơi. Dạ. Anh nói vậy đó. Dạ. Em thoát thân được trong gang tấc đúng không? Rồi từ lúc đó cho đến lúc ngày cưới em thoát được mấy lần nữa? Thoát hoài luôn, thoát cho tới lúc đám cưới luôn. À. Ồ vậy đó hả? Đó. Cũng là giữ gìn cho đến đêm tân hôn. Rồi bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Từ cái lúc mà cái đêm coi tivi đó. À khoảng một năm sau. À, đêm tân hôn có. Dạ, đêm... vui không thầy Trường? Dạ đêm tân hôn vợ mộng anh ơi. Vợ mộng dạ. Dạ. Ủa? Tại vì ban ngày á là đám cưới của em là đãi buổi trưa, em muốn xịn quá. Tới đêm đó đó thì em có đòi mà không biết do đâu mà là xịn quá rồi, là không có điều khiển được đúng không? Dạ. Với một lần là cũng do tâm lý nó hồi hộp quá. Lúc đó vợ trả lời sao?
Thì lúc đó em có hỏi vợ không biết anh có bị gì không em. Dạ, mà sao kỳ quá vậy. Lúc đó thì anh khóc hu hu à, ôm em khóc vậy đó, như nít vậy đó. Sao em đẹp vậy mà anh không có làm gì được hết. Anh có bị về mặt sinh lý, về mặt nhiều thứ gì, có đâu có bị sao không em. Mình đã còn mệt á, mình không có chủ động được. Để từ từ đi em. Để ngày mai. Tâm lý em lúc đó em sợ không? Dạ, lúc đó em cũng lo. Rồi không biết có phải là đàn ông hay không, gì làm gì cũng được nữa. Là đêm sau là được đúng không? Tức là đêm sau nữa đi, bọn em đi tuần trăng mệt. Lúc đó em cũng làm được. Mà ok không? Okay. Dạ ok. Ok. Em phải lấy lại phong độ. Rồi, lúc đó vui không? Lúc đó nào, hỏi cảm giác của thầy nè. Dạ. Lúc mà thầy rồi vậy thì thành công á, thầy vui không? Dạ cũng vui chị. Ngày đêm đó em bị trục trặc gì đó, không có lên mạng tìm hiểu. Rồi bây giờ các bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, em lấy nhau được 2 năm rưỡi ạ. Có em bé chưa? Dạ em có em bé. Thì hai vợ chồng là ai ghen ai? Ai cũng ghen à. Bên nào ghen mãnh liệt hơn? Chắc chồng ghen mãnh liệt hơn á. Tối đêm thì em ngủ thì lẻn vô phòng của em à, vô rồi lấy điện thoại mở tự động, mở tin nhắn lên rồi đọc rồi tự động trả lời luôn. Hiểu hả? Dạ. Trường đây, tôi là chồng của cô Thủy đây, có gì á nhắn tin cho tôi nè. Ngoài cái tật xấu là ghen ra thì thầy Trường còn có tật xấu gì nữa không thầy? Ngủ thì hay nhảy. Nhảy dữ lắm. Chồng em được cãi là ăn ngon rồi ngủ ngon, bởi vì mập ủ à. Trời ơi, cái ngáy đó tội nghiệp lắm em ơi. Dạ, mình đâu có kiểm soát được đúng không thầy? Rồi còn gì nữa nè? Anh hơi vô tâm, nhiều khi mình mệt anh cũng không biết, rồi cho nên mình sinh ra hay giận hờn vậy đó. Là chồng vô tâm? Dạ. Vô tâm kiểu như thế nào? Mới cưới gì á, hai vợ chồng ở riêng, lúc đó thì điều kiện ở trọ mà cho nên không có đầy đủ á, lo mọi thứ, trong khi đó chồng về thì ôm cái điện thoại hoặc là gầm lanh ra nệm ngủ chả chít rồi vậy đó, không có thèm nói chuyện với em, hù em gì hết á. Tranh cãi nhau một vài lần thì chồng mới đòi về ở với ba mẹ. Lần đầu thì em năn nỉ, dành lên cũng đòi cầm áo quần đi về à. Về ở với ba mẹ cho khỏe. Thì anh về khoảng 2 ngày thì anh lại lên gặp em rồi nói thôi em xin lỗi, anh cho em ở chung nhé. Tự đi rồi tự xin. Dạ, tự đi rồi tự xin về chứ em không có thèm gọi điện hay là em không thèm năn nỉ gì hết. Ủa thầy, có thật sự là thầy là muốn xin về hay là thầy bị đuổi về thầy? Ban đầu em với bồ em đi về á thì vợ thì có kêu lại. Lần thứ hai mình cũng tưởng cũng kêu lại, đâu có ngờ không có năn nỉ mình lâu, làm em phải đi về luôn. Có nghĩa là làm nư mà làm thấy nư. Không được. Dạ. Từ đó về sau là không bao giờ là giảm bỏ về nữa. Nghĩa là tính sao cái tật xấu lúc đó là hay giận và hay bỏ đi khỏi nhà về về cha mẹ ruột ở đúng không? Rồi bây giờ tới Trường đó. Cô Thúy có tật xấu gì không? Tật xấu của vợ em là hay giận hờn vô cớ và hay cằn nhằn. Với lại là nói chuyện với chồng mà không có bao giờ mà mềm mỏng mềm mại gì hết. Toàn là nói câu không có chủ ngữ vị ngữ không à. Nói trọng đó đúng không? Dạ, cũng không thích cái tính đó của cô vợ cho lắm. Kể một chút xíu thôi, là nói trọng là nói sao? Nói trọng là giống như lấy chai dầu. Lấy chai dầu ơi. Không biết là ai lấy không? Nói trọng đó. Nói dầu đi. Giống như là phải mềm mại với chồng như thế. Anh ơi, lấy giùm em chai dầu. Đó. Tắm kìa, đi tắm lẹ đi. Dạ. Hành động nữa đó. Vậy đó. Tắm đi. Nhưng mà đó là những lúc em giận thôi. Còn lúc giống như trong mình đang còn giận cái gì á, mình mới nói vậy. Dạ. Vậy là phải nói rõ là hay lúc nói trọng trong lúc giận. Đúng rồi. Đó. Dạ. Vậy thì hai cái điều mà thầy không vừa lòng và đó là tật xấu của cô Thúy. Dạ. Thì thầy có muốn thay đổi những cái điều đó không? Mong muốn của chồng là vợ là ít có cằn nhằn lại, đừng có hay giận hờn vô cớ quá, làm chồng không biết là giận là nguyên nhân gì nữa. Rồi đi làm về mệt mỏi mà gặp vợ còn mệt mỏi nữa. Nó quải luôn á. Cô Thúy muốn thầy Trường thay đổi điều gì? Em thì em mong muốn chồng bớt công việc lại một chút, để quan tâm tới gia đình nhiều hơn, thời gian để chăm sóc bản thân nữa. Tại giờ hiện tại thì anh lên ký vèo vèo và em cũng lo lắng cho cái sức khỏe của anh. Em có hay đi nhậu không? Dạ, thỉnh thoảng thì tháng nhậu một lần hai lần chị. Những lúc em buồn thì em làm cái gì? Buồn thì em cũng chơi game giải trí rồi thôi chứ cũng không làm gì. Nhưng mà đi nhậu à? Dạ, em ít nhậu lắm. Chị buồn. Mà dạ. Buồn là chị ăn á. Thành ra là chị mới mập á. Mà em có hay bị stress không? Nói chung là công việc cũng áp lực lắm chị. Rồi cũng hay chết lắm. Thực ra là ở đây nó là tỷ lệ thuận đó em. Vợ em á thì hay cằn nhằn là tại vì vợ em cảm giác em vô tâm quá. Chắc từ nhỏ là được chiều lắm rồi đúng không? Dạ. Ở nhà ba mẹ chiều á. Dạ. Đó giống như vợ chỉ mong em dành thời gian nhiều cho gia đình chút. Còn chồng á thì là chồng không lo cho bản thân, là chồng stress nhiều, nhiều khi stress nhiều cũng bị mập nữa. Dạ. Đó chứ cũng phải là do ăn nhiều đâu. Em tìm một cái cách giải tỏa stress á, thay vì
bằng game á, thì em thử em giải tỏa bằng cách là em chơi với con em hay là chơi với vợ, bằng cách là hai đứa cùng tìm một cái đam mê chung á. Tại vì sao, khi mà hai đứa cùng làm một công việc như vậy thì cái sự quan tâm nó, mặc dù là em không cần hỏi han gì hết, nhưng mà rõ ràng hai đứa ở cùng nhau, ngồi gần nhau và cùng cảm nhận một cái điều gì đó chung á, là nó có một sự sẻ chia rồi. Hai em ha, thử đi nha. Nay về hai vợ chồng có một bộ phim nào đó mà hai vợ chồng cùng thích, thử áp dụng rồi ngoài ra chơi với con, chơi chung với con nữa, ví dụ vậy. Em tên là Thanh Trung, và em 29 tuổi. Hiện tại em đang giám đốc bộ phận thanh toán phái sinh ở Sở Giao dịch Tài chính Singapore. Mời em. Em tên Hoài Hương, và em 35 tuổi. Hiện tại thì em làm thiết kế tự do. 35, 29. Bà xã hơn ông xã là 6 tuổi. Dạ, dạ. Hai đứa tụi em ở Singapore. Dạ đúng rồi. Ủa rồi tụi em xem chương trình này sao? Bữa thì tình cờ coi trên YouTube, thấy, thấy dễ thương quá. Em kêu chồng coi chương trình này thấy hay lắm. Thế là chồng coi xong kêu anh ăn ký nha, là ăn ký ngay trong cái đêm đó luôn. Ồ vậy hả? Nhưng mà tụi em về đây được mấy bữa rồi? Lần trước em về một lần để gặp ban biên tập là nói chuyện, xong rồi công lần này về cũng một hai ngày. Em về ngày hôm qua chủ nhật này em bay qua lại thứ hai phải đi làm rồi. Ồ trời, thiệt là xúc động quá đi. Bây giờ anh muốn hỏi là ngày đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào? Vợ em á là bạn của em gái em. Phải không? Bữa kia em gái em mới nói với em là anh hai, em có cái chị bạn kia hả, mặc bikini đẹp lắm, anh hai muốn gặp không? Cái xong á em nói cũng vui vui á, thì em con trai mà cũng tò mò mà, thì muốn gặp. Cái rồi cái xong thế là em gái em sắp xếp cho hai đứa gặp nhau thôi. Em nó hỏi có được không, có không? Em cũng chứ cũng được, nhưng mà thiệt ra cũng chưa chú ý lắm, để gặp lại lần nữa. Xí chị hỏi nè, cái hôm đó là em đã biết tuổi của vợ em chưa? Dạ biết chứ. Biết luôn? Dạ đúng rồi. Và đã có quyết định luôn trong đầu là lấy máy bay luôn chưa? Em cũng có xu hướng thích con gái lớn tuổi hơn em chút xíu. Tại sao? Quan điểm em thấy là con gái mình lớn tuổi hơn thì từng trải và có cái sự thông cảm. Với lại em nghĩ là tình yêu là không nên phân biệt tuổi tác. Đúng rồi, đó. Chính xác. Thế là cần một bờ vai để cho em nhõng nhẽo đúng không? Dạ đúng rồi. Thực ra em không nói tuổi thì em trẻ hơn chồng của em. Đúng rồi. Cái đó là chính xác luôn á. Và phải nói là thực sự mà nói là chồng em là một người có nhan sắc đó nha. Nói chung là nhìn là ấn tượng đấy nha. Vậy thì gặp chồng em lần đầu tiên có ấn tượng không? Với lại lúc đó em nghĩ là cũng không có được đẹp. Dạ, bây hôm nay giờ. Được tốt rồi. Với lại chồng em bảo là em được thưởng thức là cái tốt nhất của ảnh. Cũng là em hưởng cái tốt nhất luôn á hả? Dạ. Nhưng mà cái hôm mà gặp nhau là em có biết là chồng em nhỏ tuổi hơn không? Trước giờ là em vẫn biết rồi, thì hẹn gặp ra nói chuyện cũng hợp. Vậy lúc đó xưng hô vậy? Chị em. Chị em hả? Rồi. Ở khi về nhà thì em có nghĩ rằng là em với ảnh là sẽ hẹn hò và đi xa một chút nữa không? Dạ không, em cũng bình thường, tại vì em nghĩ cũng nhỏ quá, mình thì cũng hơi lớn tuổi nên mình nghĩ chắc là cũng không vô gu được. Nhưng mà rồi em có nghĩ không? Thiệt ra là em cũng không nghĩ, tại vì em gái em bảo là nói chuyện vui thì tới gặp thôi, cộng thêm tại lúc đó em vẫn còn có bạn gái mà. Giai đoạn sau có em chia tay bạn gái của em rồi, có em cũng thấy thích em cũng định cua, nhưng mà có điều là em lại nghĩ là mới chia tay nhiều khi lại mình sốc nổi, có em lại ngồi em lại chay tịnh một thời gian nữa. Cái xong sau đó 3-4 tháng có em mới thấy là cũng thấy thích. Cuối tuần đó em rảnh, có em mới nhắn tin em hỏi là ủa cuối tuần này chị có hẹn hò với anh nào chưa? Chưa hẹn thì hai chị cho em cái hẹn nha, em đã máy bay về có em hẹn chị đi chơi. Trời ơi. Rồi sao nữa? Biết. Bà vợ em đồng ý, ok rồi đi chơi, đi ăn uống rồi có em chở về nhà. Lát hồi em mới nói là ôi trời, em thấy em thích chị hay là mình hả quen nhau đi. Rồi không thấy là quen thôi. Rồi nhưng mà bao lâu thì tụi em lấy nhau? 6 tháng là chồng em cầu hôn em. Nhưng mà lúc gia đình em biết là chồng em nhỏ tuổi hơn có ngăn cản gì không? Dạ, nói ra cái này thì nó cũng hơi buồn cười một tí, vì thực ra đó giờ nhà em là hả nữ luôn luôn là lấy chồng nhỏ tuổi hơn mà rất là nhiều. Với em là thuộc dạng nhà thấy bình thường lắm luôn á. 6 tuổi là nhỏ nhất, cái khoảng cách nhỏ nhất trong nhà em á. Ví dụ nữ nào? Đầu tiên là cô của em lấy chồng nhỏ hơn 13 tuổi. Rồi thêm chị họ lấy chồng nhỏ hơn 6 tuổi. Nhưng mà rồi anh của em á là anh em bình thường, lấy vợ. Dạ lấy vợ. Nhỏ hơn. Dạ, nhỏ hơn. Chứ không có lấy máy bay đúng không? Dạ không. Rồi bây giờ. Dạ em chỉ tuyển máy bay thôi chứ không có. Sau khi mà lấy cô ấy rồi á thì em có dựa vô bờ vai của cô ấy để nhõng nhẽo không? Trời ơi, dựa hoài chị ơi. Nhõng nhẽo chứ, nhõng nhẽo. Tại vì trong công ty á là mình làm quản lý thì mình phải thể hiện là mình nghiêm túc. Đó. Mấy chương trình này tiếng Việt thì ra nhưng nhưng trong công ty cũng có biết, để cứ nói thoải mái. Thì về nhà cái xong hả có vấn đề gì thì cũng chia sẻ với vợ, thì vợ lại thông cảm và hiểu chuyện, thì vợ lắng nghe, thì cái đó là em nghĩ là cái đó quan trọng nhất, tất cả các ông chồng mà đều muốn. Chị chưa hình dung là em nhõng nhẽo như thế nào luôn á. Ví dụ coi, làm ví dụ cái. Em nhõng nhẽo ở đây coi.
Trời, cái đó gàn giọng rồi. Em làm vậy nhưng mà đều phải có cảm xúc nó mới. Xong lúc đó rồi thì em sẽ ôi thương vợ thương. Chung mà đúng thương rồi vợ thương. Xong rồi con thấy là em lại đưa tay qua em ôm. Ôm xong rồi dựa đúng không? Ôm vô cà cà vô là vui à. À cà cà vô mới vui. Là cái thế là thế trong em. Hay gì cái nhõng nhẽo hoài. Bởi vậy thế trong em kỳ lắm. Thực ra là nghe hai bạn kể chuyện thì nói chung rất là vui và rất là thú vị. À, chắc chồng em chắc không có tật xấu gì đâu đúng không? Có chứ, rất là hay giận vợ. Em là chưa bao giờ dám giận chồng hết á. Bé nhõng nhẽo. Giận vợ, giận dai, rồi giận mấy cái khó đỡ. Khó đỡ là sao? Ví dụ chẳng hạn có một cái trường hợp là mình có ý tốt nhưng mà bị giận. Như là hai vợ chồng sáng hôm đó đi cùng tàu điện thì lên tàu thì có hai cái ghế trống hai bên, có một người ngồi giữa. Thì em mới ngồi ở cái ghế trước rồi. Sau đó em kêu là chồng em ngồi cái ghế kia đi. Chồng em bảo là không, anh thích đứng. Nhưng mà em thì nghĩ là chồng em ngại, để em di chuyển lại thì em cứ đứng lên em đi qua bên kia ngồi. Thế là chồng em rất là bực bội, rất là giận, giận y luôn. Chắc là cũng phải một hai ngày gì đó. Sao em lại giận? Cái vấn đề là nếu mà vợ em đi qua đây ngồi và em ngồi ở đây thì hai đứa ngồi hai bên, cái đó là cái em không muốn. Em thích em đứng kế vợ em để em nói chuyện với vợ em. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, em đã nói trước là hả, thôi anh không cần ngồi. Thật sự hả, khi mà em nói cái gì á thì em yêu cầu là cái chuyện đó là phải được thực hiện. Mà nói giận nhiều là không có. Hai vợ chồng quen nhau giận nhau em đếm chỉ được có ba lần thôi. Ba lần. Tại sao lúc đó em không nói luôn cái ý của em cho vợ em biết? Cũng có nói nhưng mà vợ em đã đi để dọn bước đi qua bên kia rồi thì em có kéo tay lại, nhưng mà người ta nhìn vô thì người ta tưởng là hai vợ chồng cãi nhau đó. Cái gì đó đúng rồi. Thành thử ra em mới thấy thôi vậy thôi, cứ ngồi xuống xong rồi ha cứ tiếp tục giận nhau rồi có không hả từ từ tối về nhà giải quyết. Thì thường á là mỗi một cái lần mà giải quyết cái chuyện để hết giận thì làm gì trong em nữa hả? Đúng rồi, bỏ luôn, không thèm. Mình muốn chạm vô là mình không chạm được á. Kiểu mà phừng xong rồi ngồi cứ đọc truyện tranh rồi chơi game hay là đọc bài vậy. Cứ quyết là không đụng vô cái nằm yên vậy đó. Rồi mà mấy mà mở mắt để đó thôi là chút xíu ngủ rồi thì ra ngủ cũng được, thì vợ cũng nói rồi, hai đứa ngủ cũng được. Thì ngày hôm sau mệt quá có mà thôi ngồi nói chuyện với nhau xong rồi hai đứa hiểu nhau rồi thôi. Cái đó cũng là cái mà em thích ở vợ em. Rồi vợ em thì sao? Đằng xấu vợ em, tính vợ em cũng vô tư lắm, đó là làm cái gì cũng không có chú ý đến cái môi trường xung quanh. Rồi cái thứ hai là cái bà vợ của em á, bà không có tập thể dục, không có ăn uống đàng hoàng vậy trơn. Mà hả, cái em muốn là hả bà phải đi tập thể dục thể thao thường xuyên để bà hả khỏe hơn. Chứ không thôi có mình em tập thể dục thể thao có nhiều khi mốt em khỏe quá có bà không khỏe lại không có được. Mất công là không có đồng điệu đó đúng không? Đó. Nghĩa là không chăm lo cho sức khỏe đúng không? Dạ đúng rồi. Thế còn là chồng em còn cái thật xấu gì nữa không? Dạ nói chung là ngồi cái giận không là đủ mệt rồi. Dạ. Không còn cái nào xấu nữa. Quá rồi đó phải không? À thêm một cái đúng rồi. Đó là hả kỹ tính quá. Cái này là em thấy là giống như là có bệnh luôn á chị. Chẳng hạn tối đi ngủ. Bắt đầu là thiêu thiêu ngủ rồi, mới quay qua hỏi vợ, vợ khóa cửa chưa? Rồi, chắc không? Chắc. Bật dậy cái đi ra ngoài kiểm tra là cửa khóa chưa. Không thể cái giọng chắc á nó không thể hiện được cái sự tự tin. Khi nào mà nghe mà em cảm thấy tự tin không em sẽ không kiểm tra, nhưng mà chưa tự tin không thể mà kiểm tra bình thường là hả khóa rồi. Tốn công là đang thiêu thương ngủ không tỉnh dậy nhằm vô giấc ngủ lại. Chưa? Cẩn thận. Dạ đúng rồi. Dạ. Cảnh giác. Nếu như mà em muốn chồng em thay đổi thì em muốn chồng thay đổi cái gì? Không kêu bà vợ nữa. Ok. Không kêu là bà vợ nữa. Dạ. Đúng không? Lúc nào cũng không? bà vợ. Hỏi đáp luôn nè, không kêu bà vợ nữa được không? được, từ từ sửa thôi. Mặc dù em biết là kêu là tình cảm đó nhưng mà nghe bà vợ. Bé vợ đi. À, rồi. Bé mà. Vợ, bé yêu gì cũng từ được. Từ bé vợ nữa. Vậy cứ vợ được rồi, vợ được rồi. Kêu vợ ơi, vợ à. Rồi. Tại vì nếu như mà hai bạn bồng đồng tuổi với nhau thì chắc có lẽ là em sẽ không quan ngại về cái chuyện đó. Nhưng ở đây là cái chuyện hai người trên làm với nhau thì chắc chắn rằng là vợ em sẽ có cái suy nghĩ là hơi có gì đó. Thế nhưng mà em yên tâm, ví dụ chồng em có giới thiệu như vậy đi chăng nữa đó, mà em không nói tuổi của em, không ai biết là em lớn tuổi hơn chồng em. Đảm bảo luôn. Cho nên em không cần phải lăn tăn về vấn đề đó. Nếu như chồng em lỡ miệng mà quên, em hiểu không? Vô tư đi, yên tâm đi. Nhưng mà khó chịu chị. Và đúng, bây giờ muốn là khó chịu riêng thôi. Muốn thay đổi xưng hô thôi đúng không? Rồi, muốn lợi dụng cái chương trình này thay đổi xưng hô. Ok rồi. Rồi ok rồi, cho thêm một cái nữa thôi. Mỗi lần giận vợ thì nói cho vợ biết, đừng có hầm quá nãy nọ lại. Đừng có bắt vợ đoán ý phải không? Dạ. Vậy còn Trung? Về phía em. Trung mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bắt đầu tập thể dục thể thao đi. Chờ hỏi câu tế nhị chút nha. Dạ. Có khi nào em cảm thấy em đuối sức với một thanh niên lực lưỡng cường tráng như thế này không? Dạ cũng không đến nỗi, là nhưng mà nói chung cũng có những lúc sẽ cảm thấy hơi mệt. Cho nên cái mong muốn mà chồng em kêu em tập thể dục thể thao là hết sức chính đáng. Có cái ý trong đó đó chứ không đâu. Đời sống vợ chồng là ngoài cái chuyện sức khỏe ra còn có sức bền, sức dai, sức dẻo nữa đó. Tụi em là một cặp đôi hoàn hảo đó. Tại vì những cái mà tụi em không bằng lòng về nhau á, thực ra nó quá nhỏ mà nó lại là tỷ lệ thuận với nhau. Chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc như thế này.
Trời em cảm ơn. Làm được mà anh nhìn anh chỉ khát vọng thôi, không bao giờ anh đạt được. Thí dụ như là anh kẹp một cái kẹp ở trên đầu, không bao giờ được chị ạ. Có cài một bông hoa ở trên mái tóc làm gì có. Chỉ có nước mà tái sinh mới có thể có thôi. Rồi chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em Quốc Thuận và chào tất cả khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Lâm Thanh Tài, năm nay 26 tuổi, quê Quảng Bình và hiện tại sinh sống ở Sài Gòn. Và công việc chính của em là kinh doanh. Kinh doanh ngành nghề gì, bật mí cho anh biết được không? Dạ em kinh doanh chuyên về mảng đông y ấy, đông y và mỹ phẩm. Dạ có mở doanh nghiệp riêng. Vậy hả? Rồi, hay quá mà em. Dạ xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Cô chú luôn đi cô. Dạ. Dễ, hoặc là con hoặc là em cho dễ. Dạ. Dạ xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và xin chào khán giả trong chương trình Vợ Chồng Son. Thì hiện tại là con là Trần Thị Thúy Vi, 23 tuổi. Đó, hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quê ở Đà Lạt. Làm gì? Dạ cũng kinh doanh ở phụ chồng ở trong công ty. Đây là hai vợ chồng đều làm. Hai vợ nhưng chồng mà là giám đốc doanh nghiệp. Mà giám đốc là chắc có lẽ là đây đúng không? Sếp đúng không? Thôi bây giờ nó nghe nè, nãy là do bị mất sóng. Cho nên là nó bị trục trặc không có rõ. Bây giờ anh mời em giới thiệu lại một lần nữa nha. Đằng nào cũng phải giới thiệu thì thành ra là gọi cô Hồng Vân với chú Thuận luôn đi. Xưng hô cho nó dễ nha cơ. Dạ vâng. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và chào tất cả khán giả đang xem chương trình. Và em tên là Lâm Thanh Tài, quê ở Quảng Bình và hiện tại đang sống ở Gò Vấp. Hiện tại đang làm công việc là kinh doanh và năm nay thì em 26 tuổi. Nhưng mà con kinh doanh gì? Dạ em kinh doanh về chuyên về sản phẩm về đông y và mỹ phẩm. Dạ vâng. Là doanh nghiệp riêng của mình. Dạ đúng rồi. Không? Dạ. Coi như là vợ phụ chồng. Dạ. Chồng như là quản lý hết tất cả mọi thứ. Như vậy là coi như là tất cả mọi thứ là hai vợ chồng quán xuyến mà như kinh tế gom hết luôn. Gom hết, lọt sàn xuống. Dạ. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau như thế nào. Cơ duyên nào gặp nhau, rồi ấn tượng gì về nhau. Dạ, đó là cái lần đầu tiên là khi đó là hai vợ chồng đang cùng làm chung một công ty cũ hồi xưa. Thì đi làm thì cũng trong công ty có tổ chức về một sự kiện lớn. Thì bất phước là cái đêm đầu tiên của để mà bắt đầu ngày và ngày mai để mà mình diễn cái buổi văn nghệ. Thì tối đó là tập trung xuống để mà tập văn nghệ diễn á. Thì bất phước anh này anh đứng đầu hàng ở phía bên kia, còn con thì đứng ở phía bên này cùng với lại support. Thì anh thấy anh này anh cứ để ý mình, mới hỏi là support là tại sao anh kia anh cứ đứng mà anh cứ hỏi mình hoài. Thì bất phước là anh nó cứ để ý lúc đó từ đầu cho đến cuối luôn, là lúc nào cũng để ý mình cảm thấy hơi bị ngượng. Nên rất là khó chịu. Là cái từ cái lần đó là bắt đầu mình để ý đến ánh mắt của anh này. Nhưng mà tại sao lúc đó em lại nhìn cô này dữ dội vậy? Giống như tiếng sét ái tình ấy, giống cái gu ấy. Giống như cái gu ấy, bởi vì em thì đàn ông mà cứ thấy con gái là mình phải tia. Thế là cái cô này lại đúng gu của mình, là thấp thấp lùn lùn nữa mà đã vậy còn cười dễ thương nữa. Cho nên là bản thân em cũng tia. Thế là nhìn nhưng mà không có cảm tình gì. Nhưng mà không biết điều gì mà cứ nhìn qua nhìn lại, rồi cô ấy cười rồi em lại nhìn tiếp. Thế là hai bạn cứ nhìn nhau thế. Tức là trong một cái buổi tiệc đó là anh đầu xong em cuối xong. Dạ. Rồi thỉnh thoảng là cứ chạm mắt nhau. Bạn kia thì rất là cảm thấy ngượng ngùng đúng không? Còn bạn này thấy bạn kia đúng gu của mình. Nhưng mà ngay ngày hôm đó là hai đứa vẫn chưa cảm thấy là yêu nhau, thích nhau đúng không? Dạ chưa. Vậy là sau ngày đó thì bao lâu? Dạ qua ngày mai là cái buổi chính thức, là buổi sự kiện chính thức tổ chức ra. Thì trong cái buổi giao lưu của trong cái chương trình sự kiện đó thì anh này là anh lại hay chặn đầu. Anh thấy mình là cứ chặn đầu rồi mình kêu là đi ra chứ sao đứng đó, cứ chặn đầu với mình. Cứ chàng ràng. Dạ đúng rồi, lại thấy cứ chàng qua chàng lại như vậy. Mình cảm thấy là tại sao cứ chặn đầu với mình như vậy. Thì nói chung là bữa đó là cũng không có ý gì hết. Chỉ mới là cái mà để cái rào cản thứ nhất để mình để ý đến cái đối tượng này sao. Là kiểu như vậy. Nhưng mà em chặn như vậy thì có nói chuyện không? Dạ không. Hay là chỉ sàn qua sàn lại gì đó, bích đường người ta. Chỉ chặn và cười thôi, cứ cười, nhìn nhau cười thôi. Dạ đúng rồi, cứ kiểu là nhây nhây với nhau. Rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó thì như thế nào, tại sao hai đứa lại đến với nhau? Sau đấy thì bởi cái lúc đấy em là quản lý cho công ty đấy. Thì cô này mới là một nhân viên mới. Thì học cái kỹ năng về bán hàng ấy. Thì cô ấy được một người quản lý có gửi cho em và học về cái bán hàng. Thì cô ấy cũng học và sau đó thì một thời gian thì bén duyên.
Ấy thì chắc là để vừa em kể cho nó hay. Rồi bây giờ bán duyên sao nè, ai là người chủ động tỏ tình nè? Dạ như là con thì phải. Luôn hả? Dạ. Nói chung là bữa đó là có cả mình gọi là nhân viên ở sau mình nữa, nhân viên dưới mình thì dẫn cái bạn đó đi học, tại vì có nghe cái tiếng tăm của anh này ở trong công ty đó là anh là một người bán hàng rất là giỏi và rất là xuất sắc luôn, nên là tại sao mình không có đi học hỏi anh này. Thì học hỏi bất phước sao mình lại thấy được cái pin của anh đeo là pin quản lý, trợ lý quản lý. Thì mình cảm thấy là trợ lý quản lý như vậy, thứ nhất là rất là giàu, rất có tiền rồi. Dạ ngon, đúng rồi. Tại vì hồi đó là chị mới là sinh viên thôi thì làm gì có tiền. Thì thấy ảnh lại có cái pin như vậy là mình cảm thấy là sang tháng sau lên quản lý là rất là giàu, rất là có tiền, là nhóm đối tượng là đầu tiên rồi. Thứ hai nữa là cũng có bà chị làm chung thì chị cũng có nói là anh này, bạn này là sinh năm 95, là hợp tuổi rồi. Là đầu tiên là thấy hợp tuổi á. Là thứ hai nữa là hồi đó có hay đi cờ bói kêu con cứ chồng sang mà xem 95 là con cứ lựa những người như vậy thì mới giàu. Thì mình lại có những cái ý định là lại thứ nhất là lên vị trí quản lý, thứ hai nữa là hợp tuổi mà sinh năm 95 nữa. Thế là bắt đầu là lên một ý tưởng hết để tiếp cận ảnh. Con đã coi như là giăng bẫy để cho con mồi vào lưới tình của mình đúng không? Dạ. Đó, bây giờ cái kế hoạch giăng bẫy làm sao? Chiêu của con sao, con chia sẻ cho cô nghe coi. Là bữa đó là trong nhóm có chơi một cái trò chơi là đăng hình lên và xem cái lượt like đó như thế nào thì mới được phần quà. Thì bữa đó là con có cầm những cái tấm hình đó thì xuống nhờ ảnh á, là cố tình tiếp cận là nhờ ảnh like cái bài đó và kết nối nhắn tin với nhau là trong Facebook, là kết nối hỏi Facebook ảnh nó tên gì, rồi kết nối trên like để mà mình hay thường xuyên mình nhắn tin. Thì kết nối được rồi là sang về nhà là cứ nhắn tin, mà ảnh này ảnh rất là chảnh luôn. Ảnh không có trả lời, kiểu như là mình nhắn tin kiểu như nhắn tin rác vậy đó. Thì khi đó là mình cứ lúc nào cũng đẩy tin nhắn lên để mà ảnh cảm thấy là mình phải cố gắng mình làm phiền người này thì người này mới có khả năng là để ý đến mình nhiều hơn. Tại vì mình đã đánh đối tượng rồi. Nhưng mà lý do gì sao mà em lại không trả lời với cái người tin nhắn của người đẹp này, trong khi đúng gu của mình rồi đó. Đúng gu rồi mà lý do gì? Trước đó là khoái cười. Trước đó em thực tế thì em cũng cười nhưng mà không có một cái chút gì đó gọi là đồng lại. Thì bản chất là cứ thấy con gái xinh thì hay chọc hay ghèo vậy thôi. Thế là thấy cô này nhắn tin thì cũng giống như những cái bạn mới ấy, thường hỏi về cái bán hàng. Thế là em cũng bỏ lơ, không quan tâm lắm, bởi vì lúc đấy cũng bận cái chương trình công ty nhiều cho nên không quan tâm. Thế là một thời gian thì cô ấy nhắn thì em cũng có trả lời, cũng nói chuyện qua lại, thì cũng gặp mặt rồi nói chuyện rồi chỉ cô bán hàng làm sao để mà bán được hàng. Thế là một thời gian thì hai bạn rủ nhau đi ăn, cứ đi làm về thì bảo là anh về thì cùng đường với em. Chờ em với. Thế là bữa cũng không biết tại sao mà đi làm về mình cứ lại đứng đợi cô này. Thế là dẫn cô này đi ăn được mấy bữa. Thế là thật sự là em có cùng đường về nhà với anh hay không? Cùng ra chỗ lấy xe. Nhưng mà cái nhà của em ấy, mà anh có cùng đường không? Em sẽ cái hỏi, cái bẫy thì bởi vì mày hỏi đó. Thì đó, đang văng chiêu mà, bây giờ đang văng lưới mà. Thì bởi vì mày hỏi nè để cho cô nói nè, đó. Hồi đó là có hai bãi giữ xe. Một bãi là sau lưng công ty thì gần quá, một bãi thì phải ra tuốt đằng sau gần một cây số thì mới tới chỗ giữ xe. Thì đã có ý định rồi thì phải gửi xa xa một chút để mà cùng đường đi với anh này về. Để ít nhất là nhờ ảnh là anh chở em ra cái chỗ giữ xe đó với, hay là một cái gì đó. Nói chung là phải tìm mọi cách để tiếp cận với nhau. Dạ đúng rồi. Nhờ bây giờ mọi lúc mọi nơi. Bây giờ kể cho anh nghe một cái lần mà coi như là tiếp cận mà nó đáng nhớ, một cái kỷ niệm mà nó đáng nhớ lúc mà em văn bậy anh đó. Tung đòn cuối. Cái đó dính luôn á. Cái đó là gọi là tung đòn cuối. Tung cái knock out luôn á. Dạ cái hôm đó là cái hôm là thứ nhất là sinh viên là hết tiền ăn rồi. Thì bữa đó là bất phước là anh này anh kêu anh có việc. Thì mình cũng lang thang đi từ đó mà đi chậm lắm. Đi chậm tới chỗ chung cư tới chỗ gửi xe đó. Thì bất phước mình nhắn tin ảnh, mình cảm thấy là bây giờ làm sao để anh ra, anh có đang bận mà. Thế vậy alo anh ơi, em đang đứng ở dưới chỗ này nè. Anh có ra được không thì em buồn quá. Nói chung là vẽ hết một câu chuyện, vẽ hết một bức tranh để mà để anh ra được. Lúc đó buồn rồi, nói chung là rưng rưng nước mắt, rồi nói chung là phải làm sao cho anh ra là được ngày hôm đó. Là tối hôm đó sau là anh chạy ra, anh nói với anh chạy ra ngồi dưới ghế đá đó. Và nguyên một đêm luôn, nguyên một đêm tới sáng lúc cỡ tầm khoảng 5:30 là bắt đầu anh lấy xe anh về rồi. Thì mình đi xe về nhà mình. Là hôm đó là tâm sự cũng nhiều mà anh cũng có chịu ra nữa, là may mắn
Mà con nói cái gì? Con nói con buồn cái gì? Quan trọng là con khóc. Con nói làm sao? Con nói tại con khóc lóc rồi con nói con buồn cái gì mà anh hết hồn anh chạy ra? Hồi đó là hồi xưa là nhà có cho đi bên cũng có ý định là cho đi Nhật. Thì mình lại đang ở trong Sài Gòn vừa đi làm vừa đi học nữa. Thì mình lại có một cái suy nghĩ là bây giờ chỉ còn cách này mới cho anh ra thôi. Giờ cũng vừa khóc rồi vừa lu bu là anh ơi em buồn quá, chắc là em nhảy cầu tự tử thôi. Giờ em không có chịu nổi nữa rồi. Giờ em buồn quá hay là anh ra với em đi. Thế là anh này anh cũng có ra. Anh có ra rồi anh cũng tâm sự nguyên đêm như vậy đó. Nói chung là nói gì sao mà không ra được. Đúng không rồi, em? Dạ vâng. Nhưng mà em có tin đó là cái sự thật không? Dạ, lúc đấy thì em không tin. Không tin nhưng mà em bảo tự nhiên 9 giờ rồi. 9 giờ em đi làm về tắm rửa để ngủ rồi. Thế là cô ấy mới nhắn bảo là anh ơi em buồn quá. Chắc em đi nhảy cầu. Thế là lúc đấy em bảo thôi bây giờ chạy ra xíu để xem tình hình thế nào. Lúc đấy cũng chưa yêu đâu. Thế là em mới chạy ra. Thế em bảo thế em bây giờ muốn đi đi nhảy cầu nào đấy anh chở đi. Thì một mình buồn quá. Thế là em cũng dua theo. Kiểu em chọc vui vui ấy. Để cô ấy khỏi có suy nghĩ đấy. Bởi vì em cũng nghĩ là cô ấy áp lực cuộc sống hay là cái gì đấy. Thế là mới ngồi trò chuyện. Thế là mới khui ra câu chuyện là kể về người yêu cũ rất là nhiều. Rồi hỏi cô ấy hỏi một câu là anh có biết tình yêu và gọi là tình yêu và cái gì nhỉ? Tình yêu và tình thương là thế nào không? Ấy thế là cô ấy gà cô ấy hỏi để mình nói. Thế là cuối cùng hai vợ chồng mới ngồi chơi với nhau, ngồi thì cũng tâm sự tới 5 giờ sáng thì sau đó đi về. Và cùng hay thì không có yêu mà ngồi được với anh ta 5 giờ sáng mà vẫn nói là không yêu. Một là phải có ý, phải có một cái tình cảm đặc biệt với cô này. Bây giờ là mấy giờ nè? Bây giờ cỡ 7 giờ tôi đã ngà tôi buồn ngủ lắm rồi. Mà ngồi mà tới 5 giờ sáng. Không phải chị. Không ngủ, không nghe, không gì mà vẫn nói là chưa yêu. Thì em mình là khác. Tuổi cao sức yếu hoặc là do ngồi nhiều quá cho nên nó mệt. Còn tuổi này nó trẻ, đúng không? Nhưng mà trong lúc mà an ủi như vậy thì có khoác vai dỗ về, có ôm chút xíu không? Thì mình là đàn ông mà lúc đấy mình cũng có khoác vai và vồ về. Thì thấy cô này sao cô cũng cũng để yên, thế là mình khoác vai luôn. Thế là lúc đấy em mới ngồi tâm sự tới sáng. Xong ngày đó xong thì hai đứa chính thức yêu nhau. Nhưng mà không có nói gì. Không có em cũng không bảo là bây giờ em làm người yêu của anh hay là cô ấy bảo là làm người yêu của em mà hai đứa từ tới với nhau vậy đấy. Không ai mặc nói định đâu. Mặc định là đã yêu nhau đó đúng không? Dạ. Và như vậy là cái bẫy của em đã giăng thành công đúng không? Đúng không em? Dạ đúng. tiếp theo là tiếp hôm đó xong là đã cảm thấy rất vui rồi. Là đúng rồi, đúng cái mục tiêu là mình đã nhắm tới rồi. Thì bữa đó là sang ngày Valentine, không phải ngày Halloween. Bữa là sang ngày Halloween thì rủ ảnh đi ăn, ảnh không có đi, mới rủ đi với bạn. Thì sang ngày tiếp theo nữa rủ đi thì lúc là đi ăn hủ tiếu thì có nói là bất phước lúc đó là bà chị có gọi điện thoại là đòi tiền phòng. Thì mình lại nói giờ không có tiền giờ làm sao ta, là nghĩ trong đầu như vậy. Thế bà nói anh ơi là má chưa kịp gửi tiền lên nên hay cái gì cho anh mượn đi rồi mai má gửi lên trả lại. Lúc đó là anh có đưa ra 2 triệu để trả tiền phòng. Là từ đó xong là vẫn chưa trả lại. Tới giờ chưa trả luôn. Dạ chưa. Bây giờ là lời dữ lắm đó nghe. Dạ. Bây giờ là tính ra cái tiền lời của cái 2 triệu đó là bây giờ bộn mà nghe cưng. Coi như là tình cảm vừa có xong là sau đó mượn tiền liền. Dạ. Coi như đã có duyên rồi bây giờ tôi mắc nợ anh là chính vậy đó. Mắc nợ luôn. Coi như duyên nợ coi như là phải dính gieo luôn. Gieo duyên rồi bây giờ gieo nợ luôn. Ủa, đúng không? Rồi sau đó sao nè? Rồi mấy ngày hôm sau đó tiến triển sao? Là lúc đó là mấy ngày hôm sau thì vẫn đi làm về bình thường, cũng kêu chờ với chỗ cũ là cứ chờ với chỗ cũ đi thôi. Là không biết lúc đó là anh có thương mình hay chưa, nhưng mà mình có ý định là cảm thấy là anh này đã ok rồi, là đã nhắm đúng đối tượng là mình đi thôi. Thì sang một ngày nào đó là buổi hôm đó là không có muốn về nhà. Lại anh lại có xe, thì bữa đó là mới hỏi là xe bị hư em mới để ở nhà, thì anh kêu anh này anh chở em về. Thì chở em về thì bữa đó là tối 11 giờ rồi, thì anh kêu là thôi vậy em không muốn về. Anh chở em đi đâu đi. Thì anh này anh cũng hỏi là em muốn đi đâu, kêu em muốn đi đâu cũng được. Thì anh cũng trễ rồi, anh có rủ đi cà phê. Thì thường thì đi cà phê thì vô đó ngồi thì mỏi lưng này nọ lắm. Mất thời gian. Dạ đúng rồi. Thì đó là thôi, hay là anh có hỏi anh câu là vậy em muốn đi đâu. Thì em mới nói là hay đi khách sạn đi anh. Là nói hay đi khách sạn đi anh. Anh này anh lại suy nghĩ cái gì á, lúc anh có sợ hay không? Bây giờ hỏi thẳng luôn đi. Lúc đó em nghĩ gì? Lúc đấy mới quen thì em cũng nghĩ là đi cà phê thôi, bởi trong đầu em chưa suy nghĩ nhiều. Thế là em mới rủ đi cà phê, bởi vì cũng mới mấy ngày. Thế em bảo thôi bây giờ đi cà phê, bởi vì em có hay ngồi quán cà phê thức.
à, ngay chỗ Quang Trung ấy. À, thế là em hẹn cô đi cà phê, không chịu, đứng giường từ khoảng 30 phút rồi bảo bây giờ để suy nghĩ. Thế là cô nói câu bảo là thôi giờ đi nhà nghỉ, mình cũng hết hồn. em cũng hết hồn luôn, không biết cô này tỉnh khí sao mà mới có mấy ngày là rủ mình đi nhà nghỉ rồi. Thế là lúc đó em từ chối, em bảo thôi đi cà phê đi. À, thế là cũng chành chành xíu vào đi cà phê, nhưng mà trong lòng muốn lắm rồi. À, thế là cuối cùng thì hai đứa đi. Đấy, đi thì vào nhà nghỉ, nhưng mà trước khi vào cô vẫn bảo là không được làm gì ABC. Cô cũng bảo không được làm gì. Cô rủ mình đi nhưng mà cô lại nói trước như vậy. Trời ác vậy em. Chứ ác vậy. Rồi sao nè? Sao nữa? Kể tiếp này. Là khi mà vô là em vợ có nói là vô đây là không được làm gì hết, chỉ được ngủ thôi, tại vì đi nhà nghỉ là chỉ có ngủ thôi. Thì với đó là anh cũng bình thường, anh không cũng không có động tay động chân, cũng chỉ là ngủ thôi. Nhưng mà cũng có khuyên câu là cái gì con gái là ngủ là thường là không nên mặc áo, thì nó sẽ bị chật rồi ung thư khó chịu nữa nhỏ. Thì mình nghĩ là mình cũng suy nghĩ cũng giống má mình hồi đó mình có nói như vậy đó. Thôi mình cởi áo, cởi áo ngực thôi và không làm gì hết. Thì bữa đó là chỉ ôm nguyên đêm không ngủ mà cứ ôm ngủ thôi, là vẫn thức mà khó chịu tại vì lần đầu tiên gặp hơi trai cô. Là không có ngủ là cứ ôm mà cứ thao thức miết là ôm vậy đó. Chưa làm gì hết. Không làm gì hết. Dạ. Rồi bao lâu thì mới làm gì hết? Bao lâu cái gì, người ta tới từ cái đó đến đó là có mấy bữa à? Bây giờ mình phải hỏi là bữa sau thì sao? Hôm sau đó, hôm sau thì sao? Phải hỏi bao lâu đi để cho nó tưởng nó là lâu hả? Không có tưởng. Không biết đâu, chừng nó cả năm trời á. Bao lâu thì mới ăn nhau? 5 ngày sau. 5 ngày sau là cũng có lý do là không muốn về nhà. Nên là anh cũng kêu không muốn về nhà, giờ trễ rồi đi công viên. Thì đó là phải đi công viên trước là sớm rồi, là vẫn đi công viên đi bình thường, đi nhắc nên nguyên một vòng công viên vậy đó. Xong rồi đi vô, mà cũng đi vô nhà nghỉ. Mà đợt này cũng kêu là không có làm gì nữa đó nha anh. Anh cũng kêu anh không làm gì hết. Thì khi mà bắt đầu khi tới giờ ngủ rồi, tắt đèn hết rồi, cũng tắm rồi nọ, tắt đèn hết rồi. Thì bữa đó là anh kêu bây giờ không biết anh đang suy nghĩ là không biết bây giờ có nên làm hay không. Thì con thì vẫn nằm im, vẫn sợ tại vì lần đầu tiên chưa bao giờ mà trải qua vẫn cái cảnh như vậy hết trơn á. Thì khi đó anh mới kêu là anh vẫn có mò rồi. Anh có đặt tay rồi. Nhưng mà vẫn hất ra. Không được, tại vì cảm thấy cái cảm giác này nó làm sao á. Mình cứ sợ nữa. Vừa suy nghĩ bây giờ vô đây mà lỡ quất cây quất ngựa tri phong luôn là không có biết tìm mặt mũi đâu hết. Nên là vẫn sợ, vẫn nằm. Thì anh kia là không sao đâu em, nhẹ lắm, không sao đâu anh, nhẹ lắm, không sao đâu. Là hôm đó là cái đêm lần đầu tiên của con. Là đây là người chồng đầu tiên mà cũng là người đàn ông đầu tiên của con. Dạ. Rồi sau đó thì sao em? À, lúc đó em không, cái cảm giác của em sau đó như thế là em bị bất ngờ không? Cô gái thì rất là dạn dĩ nhưng mà cuối cùng á thì thực sự là đó là cái lần đầu tiên của em có thấy bất ngờ không? Dạ em cũng thấy rất là bất ngờ, nhưng mà lúc đấy mới 19 tuổi. Vừa em mới 19 tuổi cho nên là cũng trẻ mà. Đấy, cho nên là cái vấn đề lần đầu tiên thì em không bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ cái là cô ấy rất là thoải mái. Nó không giống như dè dặt giống như là những cái bạn trẻ khác. Thì rất là thoải mái. Nhưng mà lần đầu tiên phải làm tâm lý nhiều lắm, dữ lắm. Làm tâm lý dữ lắm mới được. Như vậy là sao bữa đó là cái lẽ là cứ đi liên tục đúng không? Sau bữa đó là ghiền luôn. Ghiền luôn. Ghiền luôn. Một tuần như vậy là coi như là không ngủ ở nhà mấy đêm. Một tuần 2 triệu tới khách sạn. Một tuần là 2 triệu. 2 triệu tới khách sạn. Có chỗ 200, có chỗ 300. Như vậy là 10 ngày. Một tuần có thể đi tới một tuần 7 ngày. Thì 6 ngày có thể là nguyên một tuần cũng có. Một tuần 5, tuần 6, tuần 7. Tốn tiền dữ em. Rồi sau đó làm sao, phải tính kinh tế chứ. Bé này nó khó khăn quá mà. Sau khoảng 2 tháng, 2 tháng thì quen nhau, thì quyết định hai đứa quyết định là ở riêng. Quyết định là ở riêng luôn bởi tốn tiền khách sạn quá. Một cứ tuần với 2 triệu, tháng với 8 triệu, 2 tháng là 16 triệu. Trời ơi trời, dữ dội vậy. Dọn về sống chung cho nó đúng khỏe. Rồi rồi sau này về sống chung, về sống thử luôn đúng không? Dạ vâng. Rồi thử. Trong thời gian hai đứa yêu nhau thì có cái biến cố gì không? Giận hờn đòi chia tay chia chân hay là những cái gì không? Hay là suôn sẻ cho tới khi lấy nhau? Có một lần là trước khi mà yêu nhau ấy, lúc mà đang mới yêu khoảng tầm đầu 1 tháng ấy, thì cô đòi chia tay.
Bởi vì biết được là trước đây là em có yêu một hai bạn gì đấy. À, thì cô ấy bảo là cô ấy không phải là cái người duy nhất. Thế cô lại đòi chia tay. Khóc, cô ấy mới đầu tiên cô ấy rủ em đi nhậu. Em nhậu đúng một lon xong rồi em say để em kể chuyện. Thế em kể nhiều chuyện quá thì cô ấy giận. Em muốn khui em đó. Kể chuyện người yêu cũ thì cô ấy giận. Thế là xong rồi cô ấy lại khóc rồi cô ấy bỏ về. Bỏ về rồi đòi chia tay đủ thứ. Rồi em phải khuyên phải đứng dưới nhà ấy, đứng dưới nhà của phòng trò ấy. Rồi xong gọi rồi bảo là anh với em xác định lâu dài mà, đâu phải là ngày một ngày hai đâu. Rồi xong khuyên mãi đến 2 tiếng sau mới chịu xuống. Là cái lần đó. Dạ đúng rồi. Rồi như là sống thử như vậy. Rồi có bị coi như là tai nạn. Vỡ cái hoạch kia không? Có lần bác sĩ bị vỡ hoạch, con nít bác sĩ quá có cưới không? Dạ có. Bữa đó là ngày 27 tháng 4 là phát hiện được là có em bé. Là có em bé xong là vẫn thấy rất là sợ, mà tới đó là đang bị đau bụng là vẫn phải đi khám. Thì cái động trời là 3 ngày 3 đêm khóc liên tục 3 ngày 3 đêm mà anh này cũng phải nghỉ việc ở nhà để mà dỗ. Mình lại có một cái suy nghĩ là giờ mình ăn chơi rồi, giờ cái hậu quả mình phải chịu thôi, mà không ai chịu cho mình thì mình tự chịu. Mình phải nói là bây giờ không biết sao thôi đi bỏ. Thì cũng có ý định là đi bỏ em bé. Thì tại vì đang nghĩ là về gia đình của mình nữa, tại gia đình của mình cũng có văn hóa này nọ, thì mình mới nói là thôi giờ bỏ đi anh. Cũng vừa khóc, cái miệng mình nói rất là mạnh nhưng mà trong tâm mình không có dám đi, không dám bỏ. Thế sợ, 3 ngày 3 đêm khóc than khóc trời, khóc mà làm đùng 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 hết. Là 3 ngày anh ở nhà anh cũng có lo lắng, anh sợ, tại vì anh này anh rất là thương em bé. Mà anh kêu có thì cứ thôi, cái gì đâu em. Vậy đó. Nhưng mà em thì sao? Em có nghĩ rằng là cái việc mà cô nói cô bỏ đứa nhỏ là thật không? Và em có sợ không? Dạ, đầu tiên thì lúc mà phát hiện bầu ấy, phát hiện bầu là cô nằm cô khóc. Sáng em mới ngủ dậy thì cô bảo có tin, xong cô nằm cô khóc. Khóc em không biết là khóc chuyện gì. Thế là em mới ở nhà em xem. Thế là lát nữa cô mới kể bảo là hai vạch. Cô mới đưa xem hai vạch khóc, khóc cả ngày luôn. Thế là đòi bỏ. Thì trong trong bản thân của em nghĩ là cô ấy đòi bỏ thật, bởi vì là quyết liệt lắm. Đến một tuần sau vẫn quyết liệt là đòi bỏ. Nhưng mà em thì em lại không muốn bỏ, bởi vì em về cái tâm linh ấy, thì em lại suy nghĩ đến cái việc là sau này cái hậu quả ấy, là có thể là cả hai đều phải gánh. Có thể là mình sau này mình yêu nhau lấy nhau rồi đấy thì mình vẫn phải gánh cái điều đấy. Cho nên là em thiên về tâm linh và cũng là thương nữa. Thương mình cũng là thương thật lòng mà. Đã về ở chung rồi cho nên là em cũng không quyết định là khuyên cô ấy không bỏ. Thế là cứ mỗi lần dần ấy, dần thì cô ấy lại bảo là mệt mỏi quá, đòi bỏ. Cứ khoảng tầm một tuần sau ấy, mỗi lúc mà mệt mệt ấy, thai nghén mà. Thế là cô ấy đòi bỏ thì em mới bảo là thôi bây giờ lên xe anh chở đi đi. Thế là em giả vờ vậy, rồi em chở đi ăn, xong là thôi. Lại quên con nít mà. Dạ vâng. Rồi lúc đó có báo với gia đình hai bên không? Hai đứa? Dạ có. Ba mẹ? Dạ. Phản ứng sao? Là đầu tiên anh gọi cho ba mẹ ngoài đó. Thì trước đó là ba mẹ cũng có biết là hai đứa ở chung rồi, thì ba cũng có nói nhỏ với anh này là có xác định không mà ở chung tội con người ta. Em có nghe câu đó. Thì lúc đó là ba mẹ biết rồi, cũng bình thường, ba mẹ cũng nói chung là vui. Khi mà ảnh gọi cho ba má của con á, thì lúc đó trong lòng mình rất là sợ. Sợ lắm, bây giờ không biết phải ứng xử như thế nào. Thì khi ảnh gọi xong là má có nói là má có nói là thôi bây giờ cứ ở đó đã để nói ba. Thì ba rất là nóng, ba rất là giận về cái vấn đề, về vấn đề mà khi phát hiện là con gái mình đi học xa mà có bầu. Là sợ, thứ nhất là thứ hai nữa là sợ thằng này nó có đàng hoàng hay không. Rồi nhiều khi bỏ thì sao, là sợ cái đó. Khi đã nói về được thì má có khuyên ba thì mọi thứ đều hoàn toàn tốt. Thôi là xuống sẻ, xuống sẻ. Nhưng mà cái khi mà em biết tin là vợ có bầu á, cái cảm giác em như thế nào? Cảm giác em lúc đấy nó cũng bàng hoàng á, bởi vì chưa chuẩn bị gì hết. Mà vui không em? Vui, bản thân em vui. Rồi như vậy là ổ bé được bao nhiêu tuổi? Dạ hiện tại là bé được 2 tuổi. Và đó bé lớn, bé gái. Và bé sau là 1 tuổi bé trai. Chà như vậy là 2 năm hai đứa. Nối tiếp đó, nối tiếp luôn á. Đẻ đứa này xong cấn đứa khác luôn á. Tại thương nhau quá mà cho nên là 2 năm hai đứa. Dạ, đúng không? Dạ. Với lại là làm liền để nuôi lần chó đã. Đúng không em? Là ba mẹ có hỗ trợ trông nom giùm không? Hay là tự con tự chăm hai đứa luôn? Hồi đó là sanh hai bé là về nhà bên ngoại. Thì khi đó là 3 tháng sau là có dặn hai bé vô đây là tự chăm bé. Bây giờ là tự chăm luôn, giỏi. Bây giờ hiện tại là hai bé đang ở dưới ngoại. Là ở đâu em? Ở Đà Lạt. Đà Lạt. Dạ. Bao lâu mới về với con?
Dạ cứ 1 tháng là về 1 lần. Mới Tết đây con mới đưa hai đứa về thôi chứ thường thường là ở trên đó. Trước đấy là ở trên này. Nó mà trên đó nó quen khí hậu với rảnh rồi là nó không có chịu về Sài Gòn đâu nghe. Rồi bây giờ thôi, tình cảm của các em nói chung là cũng rất là đẹp đó, mà đẹp nhất là hai năm hai đứa đó. Rồi chắc có lẽ là bây giờ mình đến một cái phần nó rất là hay và các em, anh nghĩ các em cũng rất là quen thuộc cái phần này, đó là phần khui tật xấu của đối phương. Đúng không? Rồi giờ anh, bây giờ anh hỏi em trước đó, cô ấy có tật xấu gì không? À, vợ em thì có nhiều tật xấu lắm. Rất là nhiều tật xấu. Thứ nhất đó là về việc mà gọi là muốn cái gì thì phải theo ý mình. Còn mà trái ý là mình dằn liền. Đấy, ví dụ là lâu lâu mà rất dễ thương đó. Anh ơi, anh có thương em không? Cứ hở ra là hỏi anh có thương em không? Đấy, thì em cũng ngày trước thì em không biết, nhưng mà bây giờ thì biết rồi. Cứ hỏi thương em không? Thì mình bảo là không. Thế là cô ấy dằn. Lần sau thì mình biết ý thì mình bảo là thương. Thế là cô mới nói cái yêu cầu. Cô ấy muốn cái gì, ví dụ muốn ăn hay là muốn làm cái gì đấy thì hỏi. Thì vừa em mới hỏi thì khi mà em đáp ứng được ấy thì vui lắm. Đáp ứng được những điều vừa em nói thì vui, nhưng mà không đáp ứng được ấy thì lại là giận. Nghĩa là hay giận. Đúng đó, rồi. Hay giận và hay muốn giận. Chồng phải làm những gì đó theo ý của mình. Dạ vâng. Không quan trọng đúng hay sai đâu, cứ quan trọng là chồng phải làm theo ý mình vậy đó. Vợ luôn luôn đúng mà. Rồi tiếp theo. Cái tiếp theo, một cái sở thích mà nó rất là, phải gọi là nó rất là sao nhỉ, khi ngủ ấy thì thích sờ thoáng. Phải sờ thoáng, phải ôm mới ngủ được. Đấy, đó là sở thích, một cái tật xấu mà em nghĩ là chắc vừa chồng thì cái này có lẽ là tật tốt đấy. Mà em thì sao, em thấy sao, em thấy thích không hay là em thấy nó phiền? Thấy thích. Nó phải tật xấu em ơi, nó phải tật xấu. Có hay bướng bỉnh không? Bướng bỉnh hay cãi chày cãi cối không? Dạ vâng có. Cái đó là xấu nhất luôn đấy. Cái đó là xấu nhất. Cãi cho tới đó phải không? Cãi cho tới, nói chung là hay nói lắm. Cầm ram rồi cãi gì cũng cãi cho tới. Nhưng mà trước mặt vậy thôi, nhưng mà trong lòng nó biết mình sai, rồi tự sửa trong lòng ấy. Kể cả mà em khuyên hay em nói gì cũng vậy, không bao giờ nhận lỗi. Mà sau đó thì lại tự thay đổi, tự sửa bên trong ấy. Mình tự nhận thấy là bạn đã sửa luôn đúng dạ không? Dạ vâng. Con nít mà mới có 23 tuổi chứ mấy. Dạ vâng. Nhưng mà cãi là phải cãi tới đó. Đúng rồi, phải cãi chày cãi cối, cãi đến không cần biết, thua cũng phải là thắng đã rồi tính tiếp. Nhưng mà vừa em thì suy nghĩ rất là chín chắn. Nhiều lúc suy nghĩ chín chắn. Cái lúc tức giận thì vậy thôi, nhưng mà sau đấy thì suy nghĩ rất là tuyệt vời. Tức giận nhưng mà có nóng tính không? Dạ có. Và nóng tính nó có phải là tật xấu đối với em hay không? Em nghĩ thì đó là cái sự nùng niu ấy, có nghĩa là trong nhà đối với chồng thì vậy, nhưng mà ra ngoài thì không có như vậy. Ít hạn chế, không phải là khi nào cũng nóng tính như vậy. Rồi còn gì nữa không? Có lèm bèm lẹp bẹp không? Số 1. Ngay đi ngay lại một câu chuyện có là thường vậy. Không, những cái chuyện cũ như là lôi ra nói lại á. Rồi cãi chày cãi cối. Nói chung lèm bèm là thường là của những người phụ nữ lớn tuổi nha. Con là con có đủ luôn đó, vừa nít vừa người lớn luôn là con á. Không, nhiều khi lớn lên cái lại hết lèm bèm. Rồi, bây giờ tới con. Ảnh thì không có nhiều tật xấu. Nói chung là ở từ hồi xưa, từ hồi lâu tới giờ là không có nhiều tật xấu. Chỉ có đúng một cái mà nó hòa, nó tới nó lui và không bao giờ sửa. Đó là mỗi lần tắm á, là mình cũng có cái chỗ để mình để cái đồ dơ. Ảnh là không có để đồ dơ. Cứ tắm xong dục cái bạch đi dưới đất vậy đó. Là mỗi lần ra vô mình cảm thấy chỗ đó nó không có được sạch thì phải bỏ vô trong cái giỏ để mình đi giặt. Không, cái lần xong, ủa anh sao không có lấy cái đồ đó mà bỏ trong cái giỏ mới giặt. Kêu chắc anh quên rồi, anh xin lỗi. Mà cứ 10 lần như vậy thôi và không bao giờ rút kinh nghiệm. Anh rút hoài cũng vậy à. Bừa bộn. Dạ, bừa bộn. Thứ hai nữa là cái về quần áo á, thì thường thường con không có biết là đàn ông mặc như thế nào. Nhưng mà thấy chồng mình về mặc sau một lần đó là bộ cất với tủ. Xong rồi cách ngày hôm sau, ngày hai mặc lại là một bộ đó mặc hai lần mới đi giặt. Tại không tiếc á. Tiếc lại còn mới quá đúng không? Còn mới quá cho nên mặc cho nó dơ. Chắc là làm việc ở trong văn phòng máy lạnh đúng không? Đó cho nên rằng không có cảm giác đồ của mình dơ. Đó. Và thấy vợ chắc sợ vợ giặt nhiều tội cực. Mà giặt nhiều á, đồ cũng mau hư lắm. Thực sự là như vậy đó. Rồi còn gì nữa? Về tật xấu thì anh chỉ có nhiêu đó thôi. Còn những cái anh không biết làm, anh làm cho lố thì đâm ra thì mình lại nói nhiều. Như cái chén mắm thôi là mình kêu là không có hai vợ chồng mà anh làm cả cối chén, cả cối mắm vậy thì đâm ra mình lại đâm ra cái tính mình nói nhiều nữa. Kêu không biết thì phải hỏi chứ, sao mà làm như vậy. Mình hay cằn nhằn vậy nè. Mà con mong mỏi chồng con thay đổi cái gì?
Nói chung thì thật sự là anh đã hoàn hảo rồi, chỉ có bản thân con tự ngộ nhận ra thôi. Dạ. Vậy cứ vậy yên đúng không? Để yên vậy luôn, không cần thay đổi gì luôn đúng không? Dạ không thay đổi. Giờ cho dù mình kêu ảnh nhiều rồi anh không thay đổi nhưng đâu có làm được, mình cũng tự đi làm với ảnh thôi à. Thôi cứ vậy đi ha. Dạ. Rồi cưng thì sao? Em thì không muốn vợ thay đổi điều gì. Vợ thì hơi nóng tính và nhiều khi trẻ quá, cho nên là cái sự bồng bột ấy thì mỗi khi mà có chuyện gì ấy thì chỉ cần là vợ là suy nghĩ chín chắn và sau đó mới là chia sẻ ra thì nó sẽ giúp vợ chồng hòa thuận và hạnh phúc hơn. Em hiểu không? Dạ có. Chỉ điều đó thôi đúng không? Dạ vâng. Đúng rồi. Còn mọi thứ thì vừa em tốt rồi. Tuổi với độ tuổi này vừa sinh được hai bé và làm vợ vừa phát triển kinh tế tốt. Đúng và rồi. Như vậy thì em cảm thấy tốt rồi. Và em thấy rằng là người đàn ông sinh năm 95 này là quá hợp với em không? Dạ đúng rồi, quá hợp. Thực ra vợ em là hơi bị được đó nha. Còn cái chuyện chín chắn là từ từ. Từ từ á, lứa tuổi từ từ bạn đó bạn sẽ bồi dưỡng cho bản thân mình để chín chắn hơn. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc thôi chứ khuyên gì giờ đang hoàn hảo quá rồi. Muốn thêm đứa nữa không? Có được. Dạ, cũng có ý định là trời ơi, có ý định. Kế hoạch đi, kế hoạch đi. Trời ơi, tại vì bây giờ không ở chung á. Các con ở xa mình quá, không nên. Khổ ông bà. Khổ ông bà. Rồi, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần kiểm tra quý và bốc thăm may mắn. Dạ. Rồi. Cảm ơn.